Đúng rồi, nó trong mà đẹp hơn. Mà nó quay còn ăn nhiều bạn gần máy. Hay quá ta. Thanh nơi này hay quá ta. Kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi. Cái nhá gần đây nè, sát đây nè. Ừ. Qua bên kia. Dưới đâu? Dưới đâu? Ờ, đường cong mới. Ủa Thanh anh, cái đường nước ngoài kia mình nó thấp dữ lắm hả ta? Đường nước kênh ngoài kia thấp dữ lắm hả? Quân kêu đi ra coi nó thấp dữ lắm. Không có đủ nước thay á. Tao lấy cái xe máy chạy đâu qua tao coi. 2 tháng 3 là bắt đầu thấp. Thấp ít nước hả? Nhiều quá không có sông này đâu. Thấp. Thì làm sao? Nạo vét kinh á. Nạo vét kinh hả? Bơm hả? Bây giờ lấy cái ô xài lại nước cũ chứ sao? Dỡ nhá này được không Quân? Ồ, 10 10 ký đường không? Hết nguyên cục luôn hả? Hết nguyên cục luôn hả? Nửa cục hả? Rồi, đang sụp khí vi sinh nha. Hai gói Epizim, mỗi hồ một gói. Wow. Nửa cục đường, 5 ký. Rồi, tôm của CB 34 ngày, một nước rất là tuyệt vời. À, giờ này là 3 giờ rưỡi chiều. 3 giờ rưỡi chiều, mà nước mới mở. Nó đẹp luôn. Xuất sắc luôn luôn hả? Đều răng luôn. Đều răng luôn. Vậy mà không về ba chục con nữa thì đi Bình Dương mà. Đi Bình Dương thở đi. Hả? Không về 2 chục con nữa thì đi Bình Dương mà. Hôm nay là phải về 30 con thôi. Trời ơi là cái nhá phần. Trời ơi là cái nhá phần. Mình nhớ nhá hay quá. Rồi. Giai đoạn này nếu nhìn thấy. Ừ. Mình xuống là bữa sau là nó tất cả. Tuần sau là tất cái hả? Thôi tao để 10 ngày cho tao xuống luôn. 10 ngày dưới đây nó không có tất cả nhiều người lắm. Rồi ok. Chỉ vậy. Hiểu không mấy ngày không? Ờ. Còn từ ngày 36 thì ok. Ok. Nguồn nước thiếu quá. Thiếu thôi bơm. Nếu mà kêu anh không đủ chạy đặt nó vô ngoài đâu bơm vô nha, thiếu nước á, lấy hết nước mấy cái khu kia rồi lấy còn đâu nữa. Tôm quá đẹp, xích xích xích.
Trời ơi là con. Nó lớn từng ngày luôn hả? Nhìn mỗi ngày nó khác. Cái anh được quá được. Màu nước con vẫn. Nó qua cái 30 ngày là đậu đều ha. Cho tự so cỡ không CB hay. Tự so. Sao nó tự cân được hay ta? Nó mấy con bự tí lớn nó đâu ăn nhiều đâu anh. À. Cái đồng mấy con lên con nhỏ nó tánh lên. À. Tự so cỡ nó kìa. Tự cân đối hả? Quá tuyệt quá. Đây là chúng tôi là mỗi ngày là đều đánh một gói vi sinh Epizim PVT. Giờ này là quấn buổi chiều nha. Giờ này bắt đầu đánh buổi chiều, không có đánh buổi sáng nữa. Và chúng tôi là ủ vào cái bồn này nha, đầy bồn hai gói vi sinh Epizim PVT. Tối nay ủ. À và sáng nay đánh. À. Epizim. À. Đường thì cát 5 kg. Bỏ vào đây. Cho nước vào đây sục. Sục xong rồi đem ra hồ. À giờ đo pH. Để coi coi đo pH bao nhiêu coi. À giờ đang đi đo pH. Đi quá. Rồi đo pH. pH pH pH. Bao nhiêu? 7.8. Hả? Ờ pH chiều 7.8 anh chị nha. Đấy 7.8. Nhiệt độ 28.4 độ C. 78 nhiệt độ 24.8 độ C. Rồi, đo oxy coi. Lăn rớt phát ra rồi. Một túi. Đúng rồi. Tuyệt vời quá. 10 ngày nữa là bằng tay cái luôn ha. Hả? Lấy không? À, hả? Dưới bờ con chắc rồi. Hả? Dưới bờ con chắc. Ờ, vậy đó, không biết. Giao hay tụi bay. Khởi động mình lên đó oxy oxy các bạn nha 6.6 hay quá sáng quá được rồi. Rồi oxy 6.14 18 nhiệt độ là 29 đã cũng giống như cái máy kia ngưỡng oxy hòa tan 90.9 ok quá tuyệt vời. Ngày là bây giờ là lúc bao nhiêu giờ nha, bây giờ là lúc 3 giờ rưỡi chiều. À, oxy hòa tan à, 6.3334 nhiệt độ 29.1 ngưỡng oxy hòa tan 91.9 quá tuyệt vời. Ok rồi mình qua ao bên kia coi ngầm đi luôn qua bên kia đo tiếp hai ao của mày là số 1 rồi tuyệt vời rồi.
hưởng oxy hòa tan cũng 6.5 oxy là 611 6.06 5.93 5.89 5.80 5.78 77 76 75 rồi 5.75 các anh chị nha. Rồi nhiệt độ 29.1, ngưỡng oxy hòa tan 8.53, nó phản ánh đúng điều kiện như vậy. Màu nước bên đây đậm hơn, các anh chị nhìn thấy ha, tảo lên dày hơn, đậm hơn bên kia đó, chính vì vậy mà lượng oxy hòa tan giờ này thấp hơn đó, đó là đúng không sai đó. pH chắc chắn cao hơn phần bên kia 79 đó, pH 79 các anh chị thấy ha, 7.9 đó, phản ánh rất là đúng nhá, phản ánh rất là đúng. Đó, oxy 5.78, tảo là dày hơn, lượng cận nhiều hơn, chính vì vậy lượng oxy hòa tan nó chỉ còn 84%, và lượng oxy hòa tan là 5.85, đó, nó thể hiện ra rất là đúng, rất là đúng. Chính vì vậy mà cái màu nước nó thể hiện được cái lượng oxy hòa tan trong nước, lượng cận nhiều hơn, màu nước đậm hơn, cái là ngăn hai nước nhiều hơn, nó mở van to hơn, đúng rồi. Rồi, nhưng mà màu nước rất là ok, rất tuyệt vời. Rồi, chào tạm biệt các anh chị nha.